Ngày 16 tháng 5, tại Chùa Phước Hưng, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2566, dương lịch 2022 cho 50 chư tăng hành giả an cư tập trung. Chứng minh lễ khai pháp có Hòa Thượng Thích Thiện An, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, đồng thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phước Thông, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Hòa thượng Thích Dân Minh, ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Thượng tọa Thích Tỉnh Triệt, phó ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn giáo phẩm ban trị sự Phật giáo tỉnh về dự có các ông bà là khách mời từ các cấp chính quyền ông võ ngọc thành phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ông đặng quang minh công an tỉnh đồng tháp ông châu văn tài trưởng phòng tôn giáo sở nội vụ tỉnh đồng tháp bà võ thị bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố sa đéc và các ông bà là lãnh đạo các sở ban ngành về tham dự An cư kiết hạ là truyền thống tu học có giá trị thiết yếu từ hàng ngàn năm nay, từ thời Đức Phật còn tại thế. Đây là khoảng thời gian chưa tăng ngưng các hoạt động bên ngoài, tập trung về cùng một trú xứ và sống chung một nơi suốt trong ba tháng an cư cấm túc, chuyên tâm trao dồi, tam vô lậu học, hạn chế du hóa, ngõ hầu giữ gìn quy củ tổng lâm, trang nghiêm giáo hội nhằm phục hồi và phát huy nội lực. Thời gian các tỳ kheo an cư cũng là dịp cho hàng Phật tử tại gia có cơ hội tìm về tu học dưới sự hướng dẫn của chư tăng, cúng dường để hộ trì tam bảo, thính pháp cầu phúc cho mình và thân quyến. Thượng tọa Thích Minh Sơn, chánh tư ký ban trị sự Phật giáo tỉnh, đã thay mặt ban chỉ đạo các đạo tràng an cư kiết hạ năm 2022, cung thỉnh chư tôn giáo phẩm ban chứng minh, ban chỉ đạo, thông qua nội dung thời khóa và nội quy, Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Võ Ngọc Thành chúc sức khỏe đến Hòa thượng Chứng Minh, ban tổ chức hạ trường và các hành giả an cư được nhiều sức khỏe thành tựu hạnh nguyện tu tập, chúc công việc của các hạ trường gặp nhiều thuận duyên. Hòa thượng Thích Dương Minh đã ban đạo từ, sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia, đồng thời nói về ý nghĩa quan trọng của việc an cư kiết hạ. Yêu cầu chư hành giả trong suốt thời gian an cư phải nghiêm mật với các thời khóa tụng niệm, tòa thiền, kinh hành, giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày. Sau đó, các hành giả an cư đã phát nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy thiền gia quy củ, hành trì lễ niệm ngày sáu thời, chuyên tâm tu tập, thực hành đời sống hướng thượng chiều cùng ngày thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cũng đến dự lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ dành cho chư ni tại chùa giác tôn huyện châu thành tỉnh đồng tháp tiếp đón phái đoàn chư tôn hòa thượng chứng minh chư tôn đức trực thuộc ban trị sự tỉnh là ni trưởng thích nữ như trung phó ban trị sự kiêm trưởng phân ban ni giới giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cũng theo sự chỉ định của ban tổ chức hạ trường Giác Tôn, Ni sư thích nữ như chánh, trụ trì chùa Giác Tôn, hóa chủ, Ni trưởng thích nữ như hòa, thiền chủ, Ni sư thích nữ như bích, phó chủ hương. Chùa Giác Tôn là điểm an cư của chư Ni tập trung gồm 80 hành giả, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 âm lịch và kết thúc vào ngày 12 tháng 7 âm lịch. Năm nay, Phật giáo Đồng Tháp có 5 điểm an cư gồm chùa Phước Hưng, thành phố Sa Đéc, dành cho lớp Phật học Ni, chùa thanh lương huyện cao lãnh dành cho lớp phật học tăng chùa giác tôn huyện châu thành dành cho chư ni và chùa hưng thiền huyện cao lãnh dành cho chư ni nội tự